chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chuyển động thị trường, chương trình cập nhật những thông tin đa chiều về thị trường kinh tế. Sau đây là những diễn biến chính mà chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị trong 20 phút của chương trình. Sôi động thị trường lan đột biến từ chợ mạng đến đời thực. Nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc giảm mạnh, yêu cầu chất lượng ngày càng cao. Cảnh báo tình trạng vẽ dự án ảo để lừa tiền cọc. Nhiều lợi ích khi lắp đặt điện mặt trời áp mái tại các khu công nghiệp. Một thương hiệu mới về trang sức, một chính sách bán hàng mới với những kỳ vọng đầy hứa hẹn, thương hiệu này là gì? Nhiều lĩnh vực kinh tế ở thủ đô Hà Nội đã được thổi thêm động lực khi mới đây hơn 1.200 nhà đầu tư đã tham dự hội nghị Hà Nội Hợp tác Đầu tư và Phát triển do thành phố Hà Nội tổ chức. Hội nghị lần này có tính chất quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Đáng chú ý, tại hội nghị này, thành phố Hà Nội đã trao quyết định chủ trương đầu tư cho 116 dự án với tổng vốn đầu tư gần 340.000 tỷ đồng. Số vốn tăng thêm trên 266.000 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn các dự án này là dự án bất động sản nhà ở đô thị, trụ sở văn phòng, du lịch dịch vụ, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, các cụm khu công nghiệp làng nghề, tài chính ngân hàng. Ngoài ra, danh mục 282 dự án mà thành phố dự kiến kêu gọi đầu tư vào Hà Nội cũng được công bố. Tổng mức đầu tư dự kiến của các dự án này vào khoảng hơn 483.000 tỷ đồng trong 8 lĩnh vực. Với mức giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước đến hết năm 2020 đã mở ra những kỳ vọng về giá xe trong nước sẽ giảm đáng kể. Vậy sẽ giảm cụ thể bao nhiêu? Thị trường Việt Nam hiện nay có khoảng 35 hãng ô tô sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam, có giá dao động từ khoảng 300 triệu đồng như Kia Morning TC đến những dòng xe cao cấp như Mercedes-Benz S450 Luxury khoảng 4,9 tỷ đồng. Như vậy, với mức giảm tỷ lệ trước bạ 50%, tùy từng mẫu mã mà người mua ô tô lắp ráp sản xuất trong nước sẽ tiết kiệm được từ 15 đến 300 triệu đồng so với trước đây. Tuy nhiên, ghi nhận tại một số showroom, giá các dòng xe bắt đầu tăng giá từ 10 đến 20 triệu đồng một chiếc. Hãng xe VinFast cũng công bố sẽ tăng giá mẫu Fadil 7,1 triệu đồng và Lux SR 2.0 là 75,6 triệu đồng từ ngày 15 tháng 7. Theo các đại lý, việc ô tô tăng giá trở lại là do các đại lý cắt giảm bớt các ưu đãi, không phải tăng giá bán niêm yết. Một số mặt hàng nông sản của Việt Nam xuất sang Trung Quốc đang ngày càng bị siết chặt bởi Trung Quốc đang yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng và hàng hóa phải truy xuất nguồn gốc. Theo thống kê của Cục Hải quan Lạng Sơn, ước tính trong 6 tháng đầu năm, lượng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc bằng đường bộ qua cửa khẩu Lạng Sơn cũng chỉ đạt hơn 1 triệu tấn, giảm khoảng 1/3 so với mọi năm. Nhiều nông sản của Việt Nam xuất thô qua Trung Quốc gặp khó khăn, xảy ra tình trạng ùn ứ ở cửa khẩu. Đặc biệt, vải thiều đang vào giữa vụ nhưng mỗi ngày chỉ có khoảng 2.000 tấn được làm thủ tục thông quan để xuất khẩu sang Trung Quốc. Thay vì chỉ cần dán tem truy xuất trên bao bì như trước, hiện nay Trung Quốc đang yêu cầu in nội dung truy xuất hàng hóa trên bao bì. Ngoài ra, từ ngày 1 tháng 7, các phương tiện vận tải của Việt Nam nhập cảnh Trung Quốc đều phải mua bảo hiểm phương tiện. Cục Chế biến và Phát triển Thị trường Nông sản Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết, tính đến hết tháng 5 năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản Việt Nam giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2019. Charm City, khu phức hợp căn hộ cao cấp bậc nhất Dĩ An, Bình Dương, nằm ngay vị trí Kim Cương, ngã tư 550, sở hữu nhiều tiện ích như tòa nhà Diamond 50 tầng, hai hồ bơi rộng 2.000m2, Vincom ngay trong nội khu Charm City. Charm City, kiến tạo những đẳng cấp sống mới. Thị trường bất động sản đang có hàng trăm ngàn nhà đầu tư thứ cấp, nhà đầu tư cá nhân đã lướt sóng với hy vọng kiếm được lợi nhuận khủng từ những đợt sốt đất. Tuy nhiên, lợi nhuận cao thì rủi ro cũng tỷ lệ thuận. Đã có rất nhiều trường hợp mua dự án ảo, mất tiền thật. Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn. Với nhiều hứa hẹn như sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhanh chóng tách thửa hay sẽ phát sinh lợi nhuận đầu tư cao, nhiều người mua đất đã rơi vào cảnh dở khóc dở cười khi đặt cọc mua đất. Và đương nhiên, quá trình đi đòi lại tiền cọc cũng lắm nhiều khề. Người đàn ông này đã đặt cọc 6 tỷ đồng cho khu đất với diện tích 873 m2
tại quận 6 thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, đã hơn một năm nhưng ông không nhận được giấy tờ, sổ đỏ. Vì thế bắt đầu tìm hiểu thì mới vỡ lẽ khu đất đã bị thế chấp ngân hàng và chủ đất không có khả năng chi trả. Và ngân hàng đang siết sổ đỏ để chuẩn bị bán đấu giá. Giờ đây, ông rơi vào tình cảnh tiền cọc đã mất, đất cũng không có. Ông Định Bà Thoa nói với tôi rằng là đang chuyển đổi cái đất này lên từ cái đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp lên thành đất thổ cư và còn đang nợ cái tiền sử dụng đất là gần 3 tỷ, cụ thể là khoảng 2 tỷ 877 triệu. Thì tôi tin vào cái lời nói đó cho nên là tôi đã đặt cọc thêm cái số tiền là 3 tỷ 2 ngoài cái số tiền ban đầu. Ông Định Bà Thoa nhiều lần sau đó là tránh né và không có tiếp tục để thực hiện những cái nghĩa vụ, cũng như là cho rằng là cái việc mà tôi là cái bên đi mua nhưng mà lại là cái bên vi phạm hợp đồng và nói với tôi rằng là tôi sẽ bị mất hoàn toàn cái số tiền cọc đó. Lo lắng, ông đã tìm đến ngân hàng tổ chức đấu giá để xem có ai tham gia đấu giá hay không, bởi ông biết rằng nếu có người khác mua lại thì khả năng cao ông mất cọc và hy vọng đòi được tiền càng mong manh. Nhiều câu hỏi đang được đặt ra về việc có hay không chủ đất vẽ dự án ảo để lừa người dân. Câu trả lời này sẽ thuộc về cơ quan chức năng. Tuy nhiên, điều lo lắng của nạn nhân lúc này là không biết làm sao để lấy lại quyền lợi cho mình. Hiện nay, thị trường bất động sản cũng đang nóng lên với nhiều chiêu thức tương tự như Alibaba đã từng sử dụng, nhất là ở những địa phương đang có nhiều thông tin về quy hoạch mới. Lắp đặt điện mặt trời áp mái được xem là mang lại lợi nhuận kép, một tiềm năng rất lớn đối với các nhà kho, nhà xưởng lớn. Một số công ty đã lắp đặt và mang lại hiệu quả. Vậy câu hỏi đặt ra là những điều kiện nào thì phù hợp với mô hình này? Câu trả lời sẽ có trong tiêu điểm của ngày hôm nay. Đây là hệ thống điện mặt trời mái nhà với công suất 480 kWh của một doanh nghiệp tại khu công nghiệp Trà Nóc 1, thành phố Cần Thơ. Hệ thống gồm 900 tấm pin được lắp trên mái xưởng sản xuất với diện tích trên 2.000 m², chi phí đầu tư khoảng 7 tỷ đồng. Mỗi ngày, hệ thống sản xuất được trung bình gần 2.000 kWh điện, phục vụ nhu cầu sản xuất của công ty. Sau khi lắp đặt thì chúng tôi là thấy nó mang lại hiệu quả về giá tiền điện sản xuất trong tháng, mình giảm được 30%. Không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí tiền điện, mỗi tháng, hệ thống điện mặt trời mái nhà phát lên lưới điện được gần 3.900 kWh để bán lại cho ngành điện, giúp doanh nghiệp thu được số tiền gần 8 triệu đồng từ việc bán điện dư. Còn đây là hệ thống điện mặt trời mái nhà của Vườn Ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam, Hàn Quốc tại khu công nghiệp Trà Nóc 2, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, công suất 60 kWh với chi phí đầu tư khoảng 1 tỷ đồng. Tận dụng được cái mặt bằng ở trên cái vườn ươm để chúng ta lắp cái hệ thống năng lượng mặt trời. Một mặt là để che cái phần mát cho các thiết bị ở phía dưới. Thì chúng tôi đã được 61% số khách hàng đã lắp năng lượng mặt trời này. Và về công suất thì cũng đã trên 50% của cả nước. Thì qua đó đã góp phần rất là đáng kể trong cái việc mà cung ứng điện cho tổng ty trong thời gian vừa qua. Điện mặt trời trên mái nhà có tính chất phân tán, được tiêu thụ tại chỗ. Có thời gian phát chủ yếu vào ban ngày nên đem lại lợi ích thiết thực, đặc biệt cho doanh nghiệp sản xuất tập trung trong các khu công nghiệp, giúp doanh nghiệp giảm chi phí tiền điện hàng tháng, đặc biệt là giảm tiền điện giá giờ cao điểm ban ngày, thu hồi vốn sau vài năm đầu tư và sử dụng nguồn điện miễn phí từ 20 đến 25 năm. Charm City, khu phức hợp căn hộ cao cấp bậc nhất Dĩ An, Bình Dương, nằm ngay vị trí Kim Cương, ngã tư 550, sở hữu nhiều tiện ích như tòa nhà Diamond 50 tầng, hai hồ bơi rộng 2.000 m², Vincom ngay trong nội khu Charm City. Charm City, kiến tạo những đẳng cấp sống mới. Tiếp theo là những thông tin về xu hướng thị trường. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, vùng Đông Nam Bộ chỉ đón 1,7 triệu lượt khách quốc tế, giảm 65% so với cùng kỳ. Ủy ban Nhân dân 6 tỉnh, thành phố Đông Nam Bộ đã liên kết hợp tác nhằm tăng cường phát triển du lịch. Sau đây là thông tin chi tiết. Vừa qua, Hội nghị Liên kết Phát triển Du lịch vùng Đông Nam Bộ với chủ đề Liên kết Phát triển Bền vững đã diễn ra tại tỉnh Tây Ninh. Ủy ban Nhân dân 5 tỉnh Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu cùng thành phố Hồ Chí Minh thống nhất ký kết thỏa thuận liên kết hợp tác phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ giai đoạn 2020-2025 với 5 nội dung chính: công tác quản lý nhà nước về du lịch, phát triển và liên kết sản phẩm du lịch,
quảng bá xúc tiến, phát triển nguồn nhân lực du lịch, kêu gọi đầu tư phát triển du lịch. Hội nghị còn là dịp để hiểu sâu hơn về tiềm năng, lợi thế cũng như định hướng phát triển của mỗi địa phương. Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, về việc phát triển sản phẩm du lịch, nếu các tỉnh và doanh nghiệp phối hợp với nhau sẽ tạo ra các tour có sắc thái riêng biệt, đem lại hiệu quả cao, đáp ứng nhu cầu của du khách. Gắn với đó, lãnh đạo 6 tỉnh thành phố phối hợp đánh giá, chuẩn hóa trình độ các điểm đến đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thưa quý vị, hoa phong lan không chỉ là thú vui kén người chơi. Những năm gần đây, sở hữu hoa phong lan đột biến còn là câu chuyện làm kinh tế khá thú vị với nhiều người. Trước cơn sốt lan đột biến, các thương vụ giao dịch hoa lan trên chợ mạng trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Và mới đây nhất là một người đàn ông tại Bình Phước đã chi 32 tỷ để sở hữu 3 cây hoa lan đột biến, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Chỉ với từ khóa tìm kiếm lan đột biến trên Facebook và Google, người ta có thể thấy hàng trăm hội nhóm tập hợp những người yêu thích hoa lan từ Bắc chí Nam. Dạo quanh các chợ mạng này, từ lan thường cho đến lan đột biến được chào bán khá sôi động và công khai với giá cả linh hoạt, từ vài trăm ngàn đồng cho đến tiền trăm triệu. Không chỉ sôi động trên chợ mạng mà còn sôi động trong chính đời sống thực. Mới đây, anh Nguyễn Thanh Xuân, 35 tuổi, sinh sống tại huyện Chân Thành, Bình Phước đã mua 3 cây lan đột biến gen với giá tiền tỷ đã khiến nhiều người bất ngờ. Tuy nhiên, với những tín đồ chơi lan đột biến, giao dịch của anh Xuân vẫn chưa phải là giao dịch khủng nhất. Theo những nghệ nhân nghiên cứu cây hoa lan cho biết, việc nhân giống lan đột biến khá hạn chế. Khoảng 1 tấn lan rừng, may mắn mới tìm ra một cây lan đột biến gen và giống quý hiếm, nên trong giới chơi lan rất chuộng. Một cây lan đột biến khó có thể định giá qua một vài lời giới thiệu trên mạng. Người mua cần tỉnh táo và nhận định đúng thị trường, hoàn toàn có thể nhận trái ngọt từ chợ mạng ảo và ngược lại. Ngọc Viễn Đông là ngôi trường tư thục nổi tiếng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường được xây dựng dựa trên tinh thần bảo vệ các giá trị truyền thống của dân tộc, đồng thời là du nhập các giá trị tinh thần của văn minh Âu Mỹ. Với phương châm mỗi học sinh là một viên ngọc, nhà trường luôn phấn đấu để đào tạo nên những thế hệ học sinh có tài năng quốc tế trên nền tảng tâm hồn Việt. Trường Ngọc Viễn Đông có tổng diện tích 2.000 m2, diện tích sân chơi, bãi tập là 1.224 m. Nhà trường có đầy đủ các cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ học tập. Nhà trường đang đào tạo học sinh các khối từ lớp 6 đến lớp 12. Tuy nhiên, trong năm 2020-2021 sắp tới, nhà trường sẽ có 3 điểm mới trong công tác tuyển sinh và học tập. Sau khi dịch thì nhà trường vẫn tiếp tục đẩy mạnh các việc học online và gần sắp năm học tới sẽ bắt buộc toàn thể học sinh phải tham gia học trên trường online. Cha mẹ học sinh sẽ có được một cái quyển sổ liên lạc điện tử mà cha mẹ học sinh có thể xem bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu. Hiện tại, nhà trường đã bắt đầu cho xây dựng cơ sở 2 tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12. Theo dự tính, cơ sở 2 này sẽ hoàn công trước tháng 9 và đưa vào làm nơi học tập cho các bé tiểu học theo phương pháp giáo dục Montessori. Phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ đang trở thành xu hướng phát triển chung trên cả nước. Tại tỉnh Long An, ngay từ tháng 3 năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Phước Hưng cũng đã cho tiến hành thực hiện thí điểm mô hình sản xuất lúa theo hướng hữu cơ với diện tích thử nghiệm lên đến 4 hectare. Đến nay, mô hình đã dần cho thấy sự ưu việt khi chuyển đổi thói quen canh tác sang hướng hữu cơ. Đến nay, ông Nguyễn Văn Đức, nông dân ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, đã áp dụng sản phẩm phân hữu cơ vào trồng và chăm sóc lúa được hơn 3 tháng và đang nhận lại những kết quả đáng mừng. Như cái năng suất thì cắt cái ruộng kia thì nó khoảng 6 tấn, nhưng mà nếu mà có thêm cái phân hữu cơ vô nữa thì nó tăng lên tới 6 tấn rưỡi. Đối với người nông dân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, ngoài đảm bảo năng suất lúa, việc cải thiện đất phèn tại địa phương cũng luôn được chú trọng. Do đó, chuyển đổi cách trồng lúa truyền thống sang kỹ thuật canh tác hiện đại và sử dụng phân bón hữu cơ vào canh tác là việc làm vô cùng cần thiết và cấp bách. Chúng ta sẽ chỉ lựa chọn những cái mô hình thật sự hiệu quả mà mang lại lợi ích cho người dân tốt nhất, giảm chi phí, tăng cái năng suất và giảm cái sâu bệnh và đặc biệt là cái hiệu ứng lâu dài của cái phân bón hữu cơ. Với sự thành công của mô hình sản xuất lúa OM4900 chất lượng cao theo hướng hữu cơ của gia đình ông Nguyễn Văn Đức, tin rằng mô hình này sẽ ngày càng được mở rộng trên địa bàn tỉnh Long An nói riêng và trên cả nước nói chung.
Vài năm trở lại đây, bất động sản Bà Rịa Vũng Tàu đang có những tín hiệu phát triển đầy tiềm năng khi giá nhà đất tại tỉnh này đã tăng khoảng 25-35%, thậm chí có dự án tăng lên đến 40-50%. Dù vậy, các dự án bất động sản tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn trở thành điểm nóng thu hút nhiều nhà đầu tư, nổi bật như là khu dân cư Eco Golden River. Thưa quý vị, hiện tại thì Diễm Quỳnh đang có mặt tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Và ngày hôm nay thì Diễm Quỳnh sẽ dẫn quý vị chúng ta cùng đi tham quan một vòng dự án Eco Golden River của chủ đầu tư Vicom Real và sẽ cùng tìm hiểu lý do tại sao mà thị trường bất động sản tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu lại tăng giá phi mã trong thời gian gần đây nhé. Nào, cùng đi với Diễm Quỳnh thôi. Khu dân cư này có tổng diện tích 30.000m² với 167 nền đất nhà phố. Diện tích đường nội khu và cây xanh là 7.000m². Chính sách mua bán cũng khá hấp dẫn khi chủ đầu tư có thể thanh toán thành 7 đợt và ngân hàng hỗ trợ tới 70% chi phí. Điểm mạnh của dự án Eco Golden River đó là tính pháp lý an toàn, đã có sổ hồng từng nền và khách hàng mua có thể công chứng được ngay. Một yếu tố khác tạo nên sức hút của dự án Eco Golden River đó là vị trí rất là đắc địa, giao thông thuận lợi, là một trong những yếu tố mà các nhà đầu tư quan tâm hàng đầu, gồm có Nhất Cận Thị ngay bên cạnh thành phố Bà Rịa, Nhì Cận Giang là ngay sông Cỏ Mây, Tam Cận Lộ là trên đường trục 44A nối từ quốc lộ 56 đi trục đường ven biển Long Hải, Hồ Tràm và thành phố biển Vũng Tàu. Dự án bất động sản Eco Golden River nằm giữa ba mặt tiền trục đường lớn, trong đó có một trục đường hiện hữu và hai trục đường quy hoạch 25m. Nằm trong quy hoạch mở đường dân sinh, có thể kết nối các khu công nghiệp và khu dân cư xung quanh. Đặc biệt, dự án này cũng nằm ngay trong khu dân cư hiện hữu nên sẽ góp phần làm tăng mức độ phát triển đô thị, tăng mật độ dân cư trong tương lai gần. Một thương hiệu mới với một tầm nhìn mới sẽ cho chúng ta thêm lựa chọn đầy thú vị về những món trang sức tinh tế và không kém phần cá tính. Và để phát triển thương hiệu của mình, đơn vị này đã đưa ra chính sách bán hàng mới, dễ dàng và thuận tiện hơn cho khách hàng của mình trong việc mua trang sức. Cụ thể những chính sách này là gì? Mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện kinh doanh ngày hôm nay. Với mong muốn phát huy về tinh hoa văn hóa dân tộc và đưa cái bản sắc Việt được hòa nhập cùng với thị trường thời trang của thế giới, chăm rút với niềm đam mê của từng cổ đông đã quyết định tiến bước vào ngành thời trang trang sức với thương hiệu công ty trang sức đá quý Infinity. Trong cái sản phẩm đá quý thiên nhiên của mình, nó sẽ hướng đến một cái tiêu chí, đó là về cái gọi là mang đến nguồn năng lượng tích cực cho cái người khách hàng sử dụng cái sản phẩm. IC của mình thì cũng đã có một cái sự tham khảo rộng liên quan đến những cái sản phẩm của tất cả công ty đã có thương hiệu mạnh trên thị trường. IC đang hướng khách hàng hướng tới một cái dòng sản phẩm, đó là về cái dòng đá quý thiên nhiên 100%. Có thể nói rằng là bên mình thì tự tin với những cái dòng đá thiên nhiên, ví dụ như là những cái đá loại là đá ruby, sapphire, những cái dòng đá là aquamarine, topaz hay là peridot, vân vân, có rất là nhiều loại đá khác. Mỗi một loại đá nó mang một cái sứ mệnh để mang lại vẻ đẹp, sự tự tin và sự thành công cho cái người sử dụng sản phẩm đó, xem đó là một chân phẩm, để mà một chân phẩm đó đem đến một cái gọi là mỗi một viên đá nó có một cái vẻ đẹp riêng, độc nhất vô nhị mà khó có những cái viên đá tiếp theo có thể so sánh được. Rất là thời trang và theo từng bộ. Thì một trong những cái điểm cộng là cho những cái cặp đôi mà sau này mà cưới á, thì có thể là sẽ không theo những cái dòng mà truyền thống trước đây, đó là vàng
24k cho những cái bộ trang sức cưới thì có thể đổi về cái dòng này thì nó sẽ hay hơn. Câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào 8 giờ sáng thứ Bảy tuần sau. Mọi đóng góp cũng như những thông tin liên quan đến thị trường, kinh tế, bất động sản, quý vị có thể chia sẻ thông tin về địa chỉ email thoisutvoa@tuoitre.com.vn. Chương trình do truyền hình báo Tuổi Trẻ, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Big Vision và Charm Group phối hợp thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.